Ok, hello mọi người. Tôi kêu chào tất cả 500 anh em chứ. Chào mọi người nha. Chào tất cả thế giới. Thì hôm nay mà Anh anh em em thi bút mình sửa tổ chức thí bút sửa mọi người ạ. không? Ở đây mình chuẩn bị hai cái bình sửa mọi người nhá. Hai bình để trẻ em bú ấy mọi người ạ. Và ở đây Hôm là nay một người ca lớn sẽ sửa chơi. này. Ok. Thì bây giờ luật chơi là thế này. Thì mọi người uống hai bình nha, uống hết rồi rót thêm một bình nữa đúng Ok. không? Ok nha. Là nếu mà chơi không thì nó nhạt quá đúng không? Thì ai uống hết trước sẽ 2 lít nhờ, hai lít Đơn đó. giản. Ok, 2 lít nhá. Ok, để đấy nhá. Mấy bữa cơm của mình á, anh em ạ. Ok, con thua thì uống một một chén này nước mắm mọi người nhá. Tí mình sẽ đổ nước mắm sau. Và bây giờ mình sẽ đổ sữa nhá. Ok. Ngầu vãi đấy. Đây nhá. Ok, ra đây. À, có bỏ cái cây gì nào không anh? Bỏ nào? Để vậy luôn. Để cái này nhá. Để vậy Đâu luôn. Là em nhiều hơn anh nhá. đâu bằng nhau mà. Em nhiều hơn anh một tí. Đấy mọi người ạ, một bình nha. Xời. Ok chưa, để 1 2 3 bắt đầu nha. Từ từ đó. Không Một quy định thời gian nha, không không anh, đúng không? nói chung nó cứ Đấy mọi mỗi người một này, là 4 lít ok. này, Một một hai, một hai hai ba. ba, bắt đầu. Đấy Đá chầm quá. Nhỏ vừa miệng. Ok, sặc lắm mọi người ạ, ngồi không nên cười thì ôm sườn. từ em nghĩ là bỏ cái cây này đá đi. Thật. Bỏ ra Không. nên nó vừa ngủ. Thì đã lộ mùi đấy. Nụt rất là khó mọi người ạ. Mời có được từng đi. Wow. Lâu rồi Không được cầm cái đâu đấy nhá. còn gì nữa, lúc này mới được nhiều ạ.
Nó quá. Sẽ là nó mọi người ạ. Wow. Đúng rồi. Ô hết binh này ở hết binh này này nha mọi người. Hải lịt đó. Kiểu là mình ngửa lên dưới này uống. Thân nữ bây giờ là mấy giờ đây? Thua à? Mình chỉ thua mấy cái ạ. 9 à. Uống đi. Chắc không uống nổi nữa đó. Thôi chưa thua. Mất 2 lít mọi người ạ. Anh em tuổi đi uống bia không? Mình bảo có tiền đó. Được thùng bia hả? Tuổi mấy không? Không. Ai mời cái chúa nước mắm nè. Uống nước mắm giống như đốn quá thì ok, thì đà ra luật thì mình sẽ chịu chơi nha mọi người. Ok. Đà chơi là phải chấp nhận đây. Trái nước mắm nguyên luôn nha, nguyên luôn nha. Khổ, vừa mất tiền vừa phải bị phạt mọi người. Đây trái mới này, mình mới bóc này. Một nửa thôi nhỉ? Không, đôi chén. Từng này thôi, từng này. À, được rồi, ok. Nốn. Chấp, chấp. Từng này thôi mọi người nhé. Ui. Ui. Cao, thằng. Một, thằng. Nói thật cho em muốn được, uống. Được tiền rồi. Em muốn uống nước mắm lắm nhưng mà kiểu là mình thắng à. Nên thôi. Tại em thắng rồi. Mệt thật. Thèm uống quá nhưng mà thắng thôi.
mời mọi người nhé, mời mời nước mắm mọi người ủng hộ mình cái. Không được ra, đưa ra khỏi mối nha. Anh em uống sữa cho cốc nước đi. Không được bỏ ra khỏi mối nha. Chạy rồi anh em ạ. Đã trở lại rồi. Rất là khỏng mọi người ạ. Một kèm cho ăn thua. Mà chơi cho khác. Wow. Thì bọn mình sẽ dừng cái clip tại đây nha mọi người. Mọi người thấy hay thì nhớ like, nhớ share cho bọn mình nha anh em. Ok, để bye bye. Để bọn mình chờ bye bye. Bọn mình sẽ làm nhiều video hay hơn nữa. Ok mọi người nha, bye bye. Bye bye.